Tôi bị viêm da cơ địa, nghe nhiều người mách có thể chữa viêm da cơ địa bằng lá lốt. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi cách điều trị được không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Thế lá lốt thì cũng gần gần giống như lá chỗ ông, nhưng mức độ kích ứng thì kỹ hơn. Còn đó các bạn cũng có thể làm giống như cái sản phẩm của lá khế, các bạn có thể rửa sạch, vô trùng và có thể giã nát xong rồi ngâm trong nước lạnh và đọng vào một cái bát. Thưa bác sĩ, cháu bị viêm da cơ địa, được người thân mách có thể chữa bằng lá trầu không? Xin bác sĩ tư vấn giúp cháu cụ thể hơn cách chữa viêm da cơ địa bằng lá trầu không được không ạ? Thực ra thì cái lá trầu không nó là một chính chất kháng sinh. Thế thì chúng tôi thường nói là viêm da cơ địa khi có nhiễm trùng thì có thể dùng vô trùng lá trầu không, chứ mà lá trầu không có tác dụng viêm da cơ địa rất ít. Nếu mà có bao nhiêu, mà các bạn nếu mà không biết làm, nếu mà làm đặc quả thì nó lại gây một cái viêm da kích ứng vào chính thể.